là quần quà cái quay trong cái video của ngày hôm nay. Cái cách thức tham gia cái quay này cũng rất là đơn giản các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Toy Channel của mình. Lại một tuần nữa mình xin trễ hẹn lại với những cái fan Marine Boy các bạn. Vì hôm nay thì đáng lý lẽ ra là mình đã làm một cái video về unbox 40 hộp bánh Marine Boy của mùa giải mới ha. Nhưng mà bị một cái thì nhiều bạn comment ở dưới video đó với mình á, là đến cái hộp bánh của ngày 16 tây tháng 6 đó các bạn, thì nó mới có những cái thẻ vàng lấp lánh. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình lại chưa tìm được cái ngày 16 tháng 6 đó, cho nên đành dời lại sang tuần sau nha. Đó, nếu mà tuần sau mình sẽ cố gắng mở 50 hộp luôn cho bạn xem nha các bạn. Còn hôm nay thì có khá là nhiều bạn yêu cầu mình làm về cái mùa giải Boca mới. Thì thực chất á, thì Tony, nếu bạn nhớ thì Tony Vest mình cũng đã làm một video rồi. Đó là những cái mùa giải mà online rất là chán luôn các bạn. Nhưng mà các bạn lại yêu cầu mình làm về khá là nhiều, cho nên ok, hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu sơ qua cái chương trình mà săn thẻ linh vật của Boca này cho các bạn, mà giống như các bạn mà có nhã hứng săn quà cũng được biết ha. Thì đối với những các bạn nào là fan của những cái món mà săn thẻ trong những gói bánh snack á, thì là Boca cũng là trong những cái hãng mà thường hay có thông lệ là những cái khuyến mãi là bỏ những cái thẻ vào trong ha. Nhưng mà mùa giải năm nay thì chúng ta sẽ không có những cái thẻ cầu thủ hay những cái thẻ max attack các bạn. Bù lại đó thì Boca Rider là một cái chương trình là thế giới vui nhộn Boca, tìm có ở mặt trong của mọi gói bánh thì chúng ta sẽ đăng nhập trên website này nè để săn ra những cái linh vật như thế này nữa bạn. Thì giải thưởng của chúng ta cái đợt này thì cũng khá là nhiều á nha. Đó, 120.000 giải vòng quay may mắn 100% trúng thưởng luôn nè. Rồi 660 giải cao thủ siêu bậc thì chúng ta sẽ có một máy chụp ảnh là của Vusi nữa bạn, rất là xịn sò luôn. Và đặc biệt các bạn, 22 giải đinh ngay chùm cuối combo nữa bạn, rất là nhiều luôn. Wow, combo này trị giá cũng mấy chục triệu luôn á, khá là lớn luôn các bạn. Nếu mà các bạn nào mà được cái này á thì ôi, không có gì để gọi là hạnh phúc hơn hết ha. Ok, mà bây giờ mình sẽ, nói chung là hôm nay thì cái giải này thì mình sẽ giới thiệu sâu nha. Còn bây giờ thì mình sẽ mở ra và đăng nhập cho các bạn xem nè. Giao diện mà của Boca để làm cho chúng ta ha. Thì đầu giao thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái tài khoản các bạn. Thì cách tạo ra tài khoản cũng rất là dễ thôi. Chúng ta chỉ đăng nhập vào để nhận mã OTP, chỉ cần một số điện thoại là chỉ đăng ký được thôi nha các bạn. Ở đây chúng ta có thế giới Boca vui nhộn săn linh vật giật bộn quà. À, nhập mã code đây các bạn. Thì cái code đó nó sẽ nằm ở ngay vị trí này nha các bạn. Đây, đó là 8 dòng chữ khi mà chúng ta mở gói bánh nha, nó sẽ nằm trong đây nữa các bạn. Ok, và bây giờ ở đây thì mình có mua về 20 gói bánh. Tại vì các bạn biết sao mình mua về 20 gói không? Thì để cho cái giải này nữa các bạn. Đó, cái giải mà chùm cuối này nè. Thì 20 code tương đương thì chúng ta có được một phiếu bốc thăm may mắn để quay vào cuối mùa nha. Cho nên mình cố gắng quay đây là được để có một cái phiếu giống như đã chen chân vô được trong cái Boca các bạn. Đây, coi cái mã code lần đầu tiên của mình sẽ được gì đây? 3, 2, 1, go! Chúng ta được một bí đỏ nướng một sao thôi nha bạn. Ở đây thì những cái thẻ của mình á, thì mình thấy ở đây, ở trong đây thì giới thiệu sơ qua các bạn, thì chúng ta sẽ thấy đó chia ra những linh vật như thế này, có một sao nè, có kim cương nè, có hai sao, đó là tùy theo những cái cấp độ á. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có nâng cấp thẻ nữa nha các bạn. Ví dụ thì chúng ta có hai thẻ một sao thì chúng ta sẽ đổi được một thẻ hai sao, hai thẻ hai sao thì chúng ta để được đổi một cái thẻ kim cương các bạn. Đây nè, thì mỗi tuần thì chúng ta sẽ có một cái giải là cao thủ sưu tập, thì chúng ta cứ càng cộng giống như là huy chương vàng, huy chương đồng, huy chương bạc ở trong cái SEA Games nha các bạn. Thì đây cũng tương tự ha, chúng ta cứ đổi càng nhiều, tích càng nhiều điểm á, thì chúng ta sẽ được cái thứ hạng càng cao để tranh về cái máy chụp ảnh các bạn. Nhưng mà thực chất cái điều này á, làm cho mình không thích nha. Mình không hề thích những cái mùa giải mà kiểu như là hút máu, là cái gì ta, bánh thủ hả, hay là snack thủ đây á. Đó, rất là không thích luôn. Mình chỉ thích cầm những cái hiện vật như những cái chiếc thẻ đó các bạn, giống như đợt mùa của OC ha. Đó, những chiếc thẻ biến hình của Ultimate Ride nè, nhìn rất là đã luôn các bạn. Nó khá là yêu thích những cái chiếc thẻ này, nó hiện vật cầm nó thích hơn là những cái trò chơi ảo để săn những cái quà này các bạn. Nó không còn có một cái gì gọi là ký ức tuổi thơ ha. Nhưng mà thôi, đã review thì chúng ta phải review cho chót. Đây là cái con thứ hai để chúng ta sẽ coi được cái gì nào. Chúng ta được một bánh phồng tôm một sao nha các bạn. Con thứ ba, chúng ta được một cây đặc biệt một sao. Chúng ta sẽ được gì đây các bạn? Đó là linh thú gì đây? Tiếp tục lại được một mực cây đặc biệt một sao. Có thứ năm, chúng ta tiếp tục lại được bánh phồng tôm một sao. Ok, không làm mất thời gian các bạn nữa, thì 15 cái bánh còn lại thì mình cũng sẽ nhập nhanh tất cả các đoạn code vào đây để xem coi mình sẽ săn được tổng cộng bao nhiêu linh vật của ngày hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ quay ra đổi quà cho bạn cùng xem cách thức đổi quà như thế nào nhé. Let's go.
đây các bạn, sau khi mà chúng ta đã nhập đủ 20 gói bánh đó bạn, thì bỗng nhiên cái này sẽ hiện lên một cái thông báo là chúc mừng Toy Channel TV đã nhận được một phiếu bốc thăm tham gia giải Đinh Ngay Chùm Cưới mã số phiếu là bla 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 đó, diễn ra vào ngày 25 tháng 8 nha các bạn. Đúng 20 gói mới được nha các bạn. Và sau 20 gói thì chúng ta đã săn được tổng cộng là nguyên một cái hàng một sao bạc ở trên đây các bạn. Không được một cái hai sao nào, cũng không được một cái kim cương nào các bạn. Thì nói chung là chúng ta có thể nâng cấp thẻ, sử dụng hai thẻ một sao để đổi một thẻ kim cương chẳng hạn ở trong đây ha. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ không đổi các bạn, mình sẽ chuyển hẳn qua đây sang vòng quay may nắng. Mình sẽ lấy năm thẻ bất kỳ để đổi thành một cái lượt quay các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tham gia luôn nha. Mình sẽ dùng tổng cộng 20 thẻ thì chúng ta sẽ có được 4 lượt quay các bạn. Ok, mong rằng 4 lượt quay đó mình sẽ có những cái gọi là nhân phẩm may mắn để được các bạn like video nhiều chút xíu nha các bạn. Đó, tuy cái video về Boca này nó hơi chán một tí xíu nhưng mà không, nó là cũng là một cái chương trình lạ để hướng dẫn cho các bạn mà. Đó, thì chúng ta cứ nhấn vào thêm lượt quay và thêm đại những cái tấm thẻ này trên đây các bạn. Đúng 5 thẻ ha, thì chúng ta sẽ bấm vô đây đổi được lượt quay nha các bạn. Quay luôn nha các bạn, zoom cận cảnh nào, các bạn like video nhiều chưa? 3, 2, 1. Được gì nào? Chúng ta có được gì nào? Được gì đầu tiên nào? Wow, mình được một thẻ giảm giá mua hàng tại Tiki 50k các bạn. Ok, cũng được ha. 3 lượt nữa các bạn. Đây là lượt quay thứ hai của ngày hôm nay. Để coi chúng ta sẽ được gì nào. Quay tròn, quay tròn, quay tròn. Và được một cái thẻ điện thoại ha. Hay là một thẻ game đây. Lại là một cái thẻ quà tặng Tiki 50k các bạn. Tiếp tục là một cái lượt quay mới nào, các bạn đoán xem chúng ta sẽ được gì. Đừng nói là một thẻ. Oh, wow, wow, được một thẻ điện thoại 50k luôn các bạn ơi. Để mình thử coi được không nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử nhận quà coi được không nè. Nhận quà nè, đồng ý nè. Ok, sau khi nhập số điện thoại xong thì chúng ta sẽ có dây. Thẻ sẽ được nạp vào số điện thoại các bạn vừa nhập trong vòng 48 giờ nha. Ok, cũng được đó các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ coi lượt quay cuối cùng của chúng ta sẽ được thêm thẻ điện thoại không các bạn, hay một thẻ Free Fire, hay là một cái thẻ gì đó, hay là một cái bình nước đấy. Tiếp tục lại là một cái thẻ điện thoại 50k các bạn. Là chúng ta sau 4 lượt quay thì mình được hai cái thẻ mà đổi quà của Tiki trị giá 50k ha, kèm theo đó là hai cái điện thoại mỗi cái 50k, cũng khá là ổn các bạn. Giá của một gói bánh Boca này chỉ vào khoảng có 5.000 đồng thôi. Như vậy là mình lời hay lỗ đây? Lời rồi các bạn ơi, rất là lời luôn nha các bạn. Và để mình coi xác minh coi sao trong vòng 48 tiếng thì những cái số điện thoại mà mình nhập vào có được nhận được thẻ điện thoại không ha. Nhưng mà trước mắt thấy là được 100 thẻ điện thoại rồi, 100 cái thẻ quà tặng Tiki là thấy lời lắm rồi đó các bạn. Cái thì mình cũng thể giới thiệu cái chương trình về Boca cho các bạn được xem vào ngày thứ bảy thôi. Thì hôm nay cũng không có những cái thẻ sưu tập nhiều trong thẻ Boca, thì mình cũng không có cái gì nhiều các bạn. Mình sẽ có một cái phần quà giveaway nho nhỏ, đó là 120 tấm thẻ bộ sưu tập. Nếu mà các bạn nào là fan cứng của Toy Channel có thể nhớ được những cái chiếc thẻ này trên thị trường các bạn sẽ không kìm thấy đâu các bạn. Đó là những cái chiếc thẻ OC4X mà cái đợt mà Liên Quân Mobile các bạn nhớ không ta. Đó, đây là những cái chiếc thẻ tướng nha, kèm theo đó là những cái thẻ trang phục nha. Hoàn toàn không trùng nha các bạn. Đợt đó thì mình đã thấy những cái thẻ này rất là đẹp cho nên mình đã sưu tập các bạn. Ở trong đây thì còn rất là nhiều luôn à. Có những cái thẻ mà tướng mà SS rồi hạn gì, nói chung là nhiều lắm các bạn. Thì đây sẽ là quần quà giveaway trong cái video của ngày hôm nay. Cái cách thức tham gia cái giveaway này cũng rất là đơn giản. Các bạn có thích gì và mình làm về một cái mùa giải gì đó hay comment phía dưới video nha. Kể cả Madden Boy cũng ok. Thì Madden Boy thì chắc chắn đó là chủ đề chủ chốt ở trên kênh Toy Channel TV của chúng ta mà. Đó, thì các bạn nhớ comment phía dưới, đừng quên kèm theo ba con số bạn cảm thấy may mắn nhất đối với bạn nha. Từng sau khi mà ra cái video về những cái chiếc thẻ Batman này nè các bạn, đó, để công bố các bạn trúng giải cái quay lần trước á, thì mình sẽ công bố bạn trúng giải cái quay của mùa giải Boca này luôn nha. Vì Boca này chắc có lẽ là mình làm chỉ có một video thôi các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký, nhớ bấm đăng ký kênh Toy Channel để kênh của chúng ta ngày càng phát triển nha. Như kênh Toy Channel cũ như bạn đạt được 100.000 sub nha. Chuẩn bị chúng ta ăn mừng cục mốc 10.000 sub rồi các bạn. Ok, bye bye.